hơn 536 tỷ ngân cho hội viên vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Gần 52.000 lượt hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay các loại. Hơn 200 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Xây dựng mới 14 tổ hợp tác, tập hợp hội viên để tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ. Hay mình tự tạo vốn để giúp đỡ các cái chị em khó khăn và đồng thời khuyến khích chị em gắn kết lại. Em ra được vốn thì em mở, em mua lớn hơn, em bán thêm. Nguồn vốn chúng tôi huy động thì gần 2 tỷ. Thì từ những cái nguồn vốn đó thì có những gia đình chị em hội viên là từ là hộ nghèo thì họ mới phát triển lên dần và họ được thoát nghèo. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất ngày 11 tháng 1 năm 2021, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đã khẳng định. Cùng với các chính sách tài khóa tiền tệ và các gói hỗ trợ, một nguồn lực không kém phần quan trọng, đó là nguồn lực từ nhân dân thông qua các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội. Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 là hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Trong đó, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình là một tiêu chí quan trọng để hiện thực hóa nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. Tại Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Châu Đức lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình bền vững là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà các cấp hội đã đề ra trong nghị quyết, góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển hội vững mạnh. Trong đó, cần những giải pháp thiết thực nhằm huy động các nguồn vốn, phát huy được nội lực. Đồng thời, từ nguồn vốn này phải có hướng giúp chị em đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình hiệu quả trong tình hình bình thường mới. Bởi thực tiễn cũng cho thấy, chăm lo hỗ trợ vốn, giải quyết được việc làm, đảm bảo sinh kế bền vững cho phụ nữ chính là giải pháp thiết thực để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Nhằm giúp chị em có thêm nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh nói chung, Châu Đức nói riêng đã nhận được sự đồng hành lớn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện. Trong 5 năm nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân hơn 102 tỷ đồng cho 3.558 hộ vay, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện giải ngân cho 767 hộ vay với số tiền gần 30 tỷ đồng. Nhìn cơ ngơi của gia đình chị Vũ Thị Lan và anh Lê Quang Đủ ở ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, ít ai biết, hơn 5 năm trước, gia đình này là hộ nghèo chuẩn quốc gia, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2015, qua giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Giã, anh chị tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện số tiền 20 triệu đồng, mua 3 con bò giống về nuôi. Gia đình anh chị tiếp tục mạnh dạn tham gia vào tổ hợp tác nuôi bò thịt do chi hội phụ nữ ấp thành lập, vừa có môi trường để học tập, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, vừa được tiếp cận thêm nguồn vốn vay theo nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn. Anh chị mua thêm 2 con bò giống nữa. Sau hơn 5 năm, từ 5 con bò ban đầu, đàn bò của gia đình không ngừng phát triển số lượng qua từng năm, và từ tiền bán bò, anh chị đầu tư nuôi thêm vài chục heo thịt. Ước tính thu nhập của gia đình từ chăn nuôi khoảng vài trăm triệu đồng mỗi năm. Nếu mà không được tiếp cận cái nguồn vốn của bên hội phụ nữ thì cái kinh tế gia đình nó sẽ khó khăn hơn, tại vì mình chưa có cái điều kiện nhiều để mà phát triển. Nhu cầu vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình trong những năm gần đây tăng cao ở Châu Đức. Các hoạt động buôn bán nhỏ, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi đều cần vốn. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình khó hội đủ điều kiện để có thể tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng. Trước thực trạng này, đồng thời hiện thực hóa chủ trương huy động vốn trong nhân dân của chính phủ một cách phù hợp với điều kiện của địa phương, Hội Phụ Nữ huyện Châu Đức đã thực hiện nhiều mô hình vừa để huy động nội lực trong hội viên,
và để đa dạng hóa nguồn vốn hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình. Buổi sinh hoạt của tổ tiết kiệm xoay vòng vốn thuộc chi hội phụ nữ khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức diễn ra trong không khí thân tình. Được thành lập từ năm 2009, ban đầu chưa đến 50 chị em tham gia sinh hoạt ở 4 tổ tiết kiệm với số vốn huy động chỉ vài triệu đồng một tháng. Đến nay, chi hội phụ nữ tiết kiệm của khu phố Phú Giao có gần 180 hội viên tham gia ở 8 tổ tiết kiệm. Mỗi tháng, chị em các tổ họp để góp tiền vốn, xoay vòng cho các chị em hội viên có nhu cầu vay để phát triển sản xuất, như mua cây, con giống hoặc đầu tư buôn bán, kinh doanh nhỏ. Quan trọng hơn là chị em tích cực cùng bàn bạc, góp ý hướng, làm ăn phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế. Mình cũng chỉ có gây cái quỹ này mình tự tạo vốn để giúp đỡ các cái chị em khó khăn và đồng thời khuyến khích chị em gắn kết lại để mà giúp đỡ nhau. Còn đây cũng là hiệu quả từ việc tham gia tổ tiết kiệm xoay vòng vốn ở chi hội phụ nữ khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao. Chồng mất sớm, ba con đang tuổi ăn tuổi học, nên chị Lê Thị Mến rất vất vả mưu sinh. Được sự động viên của chi hội phụ nữ khu phố, năm 2009, chị Mến mạnh dạn tham gia tổ tiết kiệm xoay vòng vốn. Có số tiền hơn 10 triệu đồng, cộng thêm tiền tích cóp của gia đình, chị tính toán và mua các mặt hàng thiết yếu về bán tại nhà. Qua những khó khăn ban đầu, kinh tế gia đình chị Mến ngày càng ổn định hơn, có điều kiện để chăm lo cho ba con ăn học. Gia đình tôi cũng khó khăn, thì cũng nhờ bên hội phụ nữ giúp đỡ một số vốn để mua bán hàng ngày, kiếm tiền lời để lo cho con. Linh động trong các hình thức hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội phụ nữ Châu Đức còn luôn tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới. Gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh, khu phố Kim Giao, thị trấn Ngãi Giao không có đất để sản xuất, đồng lương công nhân eo hẹp không đủ chăm lo hai con ăn học. Nhận thấy vườn nhà có thể chăn nuôi, đầu năm 2021, các cấp hội phụ nữ trao tặng chị Oanh hai con dê từ nguồn hỗ trợ trao con giống do hội phụ nữ huyện triển khai. Chăm chỉ, cần cù, cùng sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của chị em phụ nữ trong thị trấn, sẵn đầu tư chuồng nuôi, chị Oanh mua thêm hai con dê nữa để phát triển đàn. Sau hơn một năm, đàn dê hiện chuẩn bị xuất chuồng, thu nhập ước tính khoảng vài chục triệu đồng. Phụ nữ có gì thì cũng có ưu tiên cho chị, như đợt này thì được con dê giống, thì cái động lực là chị cảm thấy mình có được cái nguồn để cây giống để mà nuôi con để ăn học. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Châu Đức, việc sử dụng các nguồn vốn vay do hội phụ nữ đứng ra vận động cũng như tín chấp đã góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đặc biệt với mô hình huy động vốn trong chị em hội viên dưới nhiều hình thức như cây giống, con giống cho đến kỹ thuật nuôi trồng, vốn bằng tiền mặt, đã cho thấy sự sáng tạo của các cấp hội trong việc đa dạng hóa các loại hình vốn hỗ trợ của hội, cũng như mở ra nhiều kênh để giúp hội viên làm ăn, cải thiện kinh tế gia đình. Và đây cũng là một cách thiết thực để hiện thực hóa chủ trương huy động sức dân, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Mô hình này thì nó giúp được cho chị em phát triển kinh tế để ổn định cái cuộc sống gia đình, tạo cho chị em cái mối quan hệ gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau trong cái khó khăn. Thì từ các nguồn vốn hỗ trợ chị em phát triển trong chăn nuôi rồi tăng đàn hoặc là phát triển các ngành nghề khác, kinh tế của chị em ngày càng phát triển. Không phải là đóng góp bằng tiền mà có thể là hiện vật, cây con giống chẳng hạn. Và đó mới tạo được cái nguồn vốn ước nó khoảng 400-500 triệu cho toàn trại tới thời điểm này. Huy động tín chấp được nguồn vốn vay, nhưng làm sao để gia đình chị em có thể tiếp cận nguồn vốn cũng như sử dụng vốn một cách hợp lý, hiệu quả? Đó không chỉ là trăn trở mà còn là thách thức của các cấp hội phụ nữ. Những chia sẻ của bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Châu Đức sẽ làm rõ hơn về điều này. Đối với những cái hội viên phụ nữ mà tại cơ sở thì chưa tiếp cận được cái các nguồn vốn, thì đối với hội thì chúng tôi hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để cho các cái chị em này có điều kiện được tiếp cận nguồn vốn, để hướng dẫn giúp đỡ cho các chị em phát triển kinh tế, thì để từ đó giúp cho các cái hộ này sẽ phát triển thoát nghèo bền vững. Chúng tôi xây dựng cái quy chế quản lý chi tiêu nguồn vốn vay, cập nhật mở sổ sách, theo dõi các cái hộ vay. Hội của chúng tôi
cũng tổ chức kiểm tra, giám sát đến hội cơ sở và các tổ tiết kiệm vay vốn. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không có cán bộ hội bị xâm tiêu vốn và các cái hộ vay vốn đúng mục đích.